Chiếc xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 51C76814 này do tài xế Lê Đức Thuận, ngụ tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai điều khiển, vừa bị lực lượng biên phòng và hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tạm giữ. Vietcombank ra mắt chương trình khách hàng thân thiết VCB Rewards, giao dịch tích điểm đổi qua. Nguyên nhân là bởi trên xe chở tới 10.000 bao thuốc lá nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam. Điều đáng nói, chiếc xe đầu kéo này đã được niêm phong để phòng chống dịch và được phép qua lại biên giới theo luồng nhập cảnh dành cho phương tiện vận chuyển hàng hóa. Lợi dụng vào việc mà chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa thì một số đối tượng lợi dụng và sử dụng cái xe đầu kéo container rồi lợi dụng là bỏ thuốc lá rồi các hàng lậu khác là trong cabin để trốn tránh các lực lượng chức năng tại cửa khẩu để nhập khẩu vào trong nước và đưa đi các tỉnh trong nội địa tiêu thụ. Trên cửa khẩu quốc tế thì như vậy, còn dọc tuyến biên giới đường bộ, hầu như ngày nào lực lượng chức năng cũng bắt giữ những vụ vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới với đủ cách ngụy trang khác nhau, như giấu trong bao cỏ, thậm chí giấu trong cả những ống nhựa như thế này để kéo qua biên giới đưa vào nội địa. Trong thời gian qua, các lực lượng của đội biên phòng, công an, hải quan, quản lý thị trường đã bắt giữ hàng trăm nghìn gói thuốc lá nhập lậu và tạm giữ hàng trăm phương tiện ô tô, xe máy. Hiện nay, tại các tỉnh biên giới Tây Nam, nước lũ bắt đầu tràn về. Trong khi các điểm chứa hàng hóa dọc biên giới phía Campuchia thì vẫn duy trì hoạt động. Do vậy, chỉ cần một chút mất cảnh giác là các đối tượng sẽ sử dụng vỏ lãi vận chuyển trái phép hàng lậu qua biên giới. Và như vậy, tình trạng buôn lậu thuốc lá sẽ lại nóng hơn trong những tháng sắp tới.